Xin chào tất cả mọi người yêu thích về cây hoa nha. Thì hôm nay là mình vô phân rải phân đây cho cây sống đời kép và sống đời cổ truyền mình đời đỏ luôn đó. Thì mình kết hợp phân và thuốc luôn. Thì trong đây thì bữa giờ thì mình chưa phun một cái gì hết. Đã 10 ngày rồi. Đây mọi người. Thì đây là phân tí nữa mình sẽ rải. Còn thôi mình nói về cái bao phân đây. Bao phân đây là 25 kg. Nhưng mà toàn là tiếng nước ngoài không, mình không biết. Cho nên các thành phần trong đây thì nghe nhà mà cung cấp á thì nói là đây cũng dạng phân hữu cơ, nén thành viên và nó cũng có trung vi lượng, nói chung là cũng có humic đồ trong đây này, đây mình cũng không rõ, cho nên mình thí nghiệm về phân đây, tại vì mình không dám dùng phân hóa học mà lần đầu tiên mình trồng cây sống đời kép á, thì mình rất là sợ, cho nên là mình lấy những cái phân này là mình không có dùng phân hóa học, mình dùng toàn là phân hữu cơ, nhưng mà đây nó dạng là hạt nén. Nó ghi toàn là tiếng ngoài không biết Anh hay Đức hay gì đây mình không rõ nha mọi người. Nhưng mà đây mình lấy ra cho mọi người coi. Cái phần nó đen nó giống như là phần GDP vậy, gọi là phần đáp rồi vậy đó. Nhưng mà cái phần này thì cũng ngâm thì nó cũng chậm tan á, nó cũng cũng dở tan chứ cũng phải là nén chặt, giống như là nó cũng gần như GDP vậy, nhưng mà nó nhanh hơn mà nó ra màu đen giống như là humic là chính đó mọi người. Thì đây là mình rải xung quanh cái góc chậu, đợi tí nữa mình rải cho mọi người xem nha, để mình nói về cái thuốc tí. Thì cái thuốc là mình từ khi trồng tới bữa nay cũng 10 ngày rồi mình chưa dùng, chuyển qua là chưa dùng phân hóa học gì hết nha. Mình mới có tưới cái thằng humic với lăng đỏ cũng dạng kích rỡ cho nó. Nhưng mà hôm nay là mình trời cũng mưa và mình sẽ ngừa ở trên và đi phân ở dưới. Ngừa ở trên thì mình dùng cái thằng mình hay quen dùng cái thằng này là Matasi trừ nấm bệnh đó. Nó hợp chất thì bao gồm magnesium, magiê đồ gì trong đây thì mình không nói, nhưng mà mình thấy dùng nó mình cũng có dùng trên cây cúc thì thấy nó cũng nấm bệnh, nó cũng đứng và nó cũng hiệu quả. Thì trong đây thì nó cây thuốc này cái bì thuốc này thì nó dành theo lưu lượng khuyến cáo đó mọi người đó. Thì trong đây là cái hộp thuốc đây thì nó dùng cho là rụ héo xanh lở cổ rễ và nấm bệnh, nói chung là sưng tấy rồi đó, tại vì mình đây mùa mưa nhiều mà. Thì cái đây khối lượng nó là 100 g, 100 g thì mình đi theo hướng chỉ dẫn nó đây. Nhưng mà cái hoa cúc của mình á, là mình cái hoa sống đời của mình này là mình chỉ có 300 chậu thôi, thì mình phun trong cái bình 5 lít ra thôi, bình 5 lít. Và mình kết hợp luôn cả thằng thuốc sâu sinh học đây. Thì ngừa 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 sâu thôi chứ mình cũng không ấy, không có lạm dụng nó nhiều. Và cái đây là bữa nay mình mới chính thức dùng cái siêu ra rễ cho nó luôn, rồi nó kết hợp hai cái luôn, là mình xài cũng long sinh, nó cũng dạng giống như bên long sinh humic, nhưng mà đây là siêu siêu ra rễ. Thì dùng cho cái đây thì mình cũng làm theo chỉ dẫn ở trên chai nó hướng dẫn thôi mọi người. Thì theo mình chia tỷ lệ xong là một cái nắp đây cho bình 5 lít thôi nha, không quá, nó hơi lắc, mình không quá lạm dụng nó quá, tại ngừa bệnh nó là nó nhẹ thôi, mình sợ nó mẫn cảm. Cái thuốc gì cũng vậy, mình lợi dụng liều mạnh quá thì nó ngộ độc thì cũng hơi khổ cho mình,
Tại vì đây trong đây là nó 40 gram đến 60 gram cho 16 lít nước thì mình lấy cái đây cỡ 1 gram đến 2 gram thôi mọi người. Cho 5 lít là được rồi. Ngừa bệnh mà, mình làm ít là được. Chứ mình không cần phải là thà nó nhẹ liều hơn, nói chung là thà nhẹ liều hơn thì mình đi nhiều lần. Chứ mà một lần mà nó mạnh thì nó sẽ ảnh hưởng tới cây. Còn đối với cái chai mà Long Sinh siêu ra rẻ đây thì nó mình dùng 5 cc cho 5 lít nước đỡ mình xịt luôn. À, mình cũng chia đều vậy đó. Và cái thuốc sau đây mình dùng cho 2 cc thôi nha. Cũng cho trong cái bình 5 lít luôn. Mình trộn ba cái lại. Rồi tí nữa đó mình ra mình bỏ phân chân rồi mình sẽ xịt lên trên. Và giờ mình ra quy hoa sống đời đây mọi người. Thấy hoa sống đời này lớn phát triển chưa? Thì tuy nhiên nó cũng có cái thấp và cái cao hết đó, chứ nó cũng 100% hết đâu nha mọi người. Thì cái sống đời đây có ngắt cơi hay không á, là năm vừa rồi thì mình không có ngắt. Có cái là mình ngắt đoạn cuối mà bây giờ mình cũng chưa chưa ngắt được. Nếu như mà trường hợp mà nó lên cao quá mà nó chưa để nhánh thì mình cho để nhánh thì mình ngắt ngọn thôi. Đây là sống đời cổ truyền, sống đời đỏ nha mọi người. Tại hiện tại nó là lên thêm được ba cặp lá nữa này. Là tính là 1 2 3 4 5 6 7 8 cặp lá nha mọi người. Có cái là 10 cặp luôn. Đó là dãy bên đây. Là sống đời cổ truyền mình á. Cỏ đã lên rồi. Thì mình bỏ phân rồi mình nhổ cỏ rồi mình sẽ tưới nó sau. Còn về bên đây thì sống đời kép nè mọi người. Để mình lấy một chậu ra mình cho mọi người coi. Thì thời điểm nó thì bấm ngọn nó cũng được rồi này. Nhưng mà mưa quá thì mình không có dám. Tại vì mưa quá là mình bấm ngọn nó không khô vết thương mà lại xâm nhập bệnh nữa. Đây mấy cái giai đậu á mọi người thì nó cũng chưa được gọn. Bữa nay mình vô ít đất á, gọi là cái giá thể của nó vô thêm một tí xíu để cho nó chặt cây thôi, nó ra rễ mới mình vô thêm. Còn vô phân thì mình cứ bỏ vậy thôi mọi người, hốt một nắm mình cứ rải đó. Rải xung quanh mình đừng có bỏ vô rung gốc nó sẽ bị cháy. Đây cũng bị do mình mang bao tay nghĩa là bỏ đường biên là chính thôi, cỡ cả cái thằng bên đây cũng vậy. Để sống đời truyền thống cũng vậy thì năm vừa rồi mình cũng bỏ ra thôi. Nhưng mà năm vừa rồi thì nó nằm cỡ tháng 9 á. Mình trồng khoảng 3 tháng. Tháng 9 năm á, là mình bỏ NPK mùa khô, tức là cái hạt của nó màu đen đỏ trắng á, cái loại đó thôi. Mình cũng bỏ xung quanh vậy rồi mình vô đất luôn. Nhưng mà cái thằng đây thì nó cũng dặn nó không không có nóng cho nên mình không có tủ đất. Tại vì cái thằng này khi mà tủ đất thì mình vô đó mình ém đất lại thì đất nó ngang bằng mặt chậu lên cỡ 3 phân rồi mọi người. Thì nó tự động ra nó ăn, là mình giảm được cái công sức của mình đi cho phân nó ăn thôi. Còn cái thằng đây thì sống đời kép đây thì mình cũng tham khảo và mình cũng coi. Nói chung là làm cái gì cũng vậy. Mình bước đầu mình phải tham khảo hết chứ cũng không tài giỏi gì đâu nha mọi người. Thì thuốc thì mình làm thì mình cũng phun là có nghĩa là vừa ướt lên thôi chứ cũng không, không phun thuốc thì bình thường ai cũng biết phun rồi đúng không? Thì phun bình thường vậy thôi. Để mình bỏ tí xíu mình phun, mình cũng quay sơ qua cho mọi người xem vậy thôi chứ mình không không thể quay toàn phần được nha. Và đặc biệt là khi mình bỏ phân cần lưu ý này mọi người thấy không? Đấy, lỡ tay là nó vô trong cái lá này là mình phát xuống liền. Tại vì cây sống đời nó rất là nó nhạy cảm lắm.
nó dở thúi, nó nắm một phát là cái thân nó khô luôn, là nó thúi là thấp thoát của mình ha. Nói chung là đúng ra là mình không có mang bao tay đâu, nhưng mà tay mình bị đứt á, nên mình cầm phân này sợ nó rác, mình phải mang bao tay. Rồi, bỏ xung quanh nó là giờ là ok rồi này. Xong nha mọi người, giờ đỡ mình phun luôn cho mọi người xem. Thì khi mình xịt thì đó, vừa ướt lá thôi mọi người. Cứ ướt lá ra là được thôi nha. Đó, cỡ ra là nó cũng xong rồi nè. Thì trời nó cũng vừa hanh hanh nắng thôi. Chứ không có nắng lắm. Thì mình cũng phun thuốc ra bất cứ cái phân thuốc gì cũng vậy, sáng sớm hoặc là chiều mát. Nhưng mà phun trời nắng thì nó cay, nó dở bị sốc thôi, chứ cũng có gì. Mình đây thì sợ chiều trời mưa nè, nên mình tranh thủ mình làm sớm. Thì thuốc thì bữa nay mình phun cách nhau cỡ nửa tiếng hay một tiếng đồng hồ thì nó cũng ổn rồi. Thì thôi, video mình đến đây xin kết thúc nha mọi người. Thì mọi người xem sống đời mình nó như thế nào. Và chắc cỡ 2-3 ngày nữa thì mình khi mình cắt cơi, ngắt cái ngọn nó thì mình quay cho mọi người xem. Thì cái đây là trong khi phân thuốc của mình đây là mình làm thôi nha, chứ mình không có dám dạy đời bất cứ một người nào nha, kể cả sống đời cổ riêng, sống đời đỏ. Mình làm một năm rồi nhưng mà mình cũng không dám nói điều gì hết. Có nghĩa là dù làm dù học hỏi thôi, mỗi năm nó rút ra một kinh nghiệm, mình làm sao cho nó tốt hơn thôi. Là mình chia sẻ công việc mình hàng ngày như vậy thôi, chứ không phải là mình dạy đời bất cứ một ai hết nha mọi người. Cũng cảm ơn mọi người theo dõi kênh của mình. Thì muốn theo dõi mình thì mọi người xin đăng ký kênh để theo từng bước mình làm như thế nào, mình quay phân thuốc rồi như thế nào, để cùng nhau mà mình tham khảo để làm cho cái vụ hoa nó tốt đẹp, chứ không phải là mình lên đây mình khoe mình làm nhiều hay ít là đẹp hay xấu này nọ. Chỉ dẫn mọi người phải theo phương thuốc của mình, không phải giải đó nha mọi người. Xem kênh của mình thì cũng hiểu rồi, cũng thông cảm cho mình. Đây là mình chia sẻ về cái cuộc sống của mình, mình làm như thế nào thì mình quay lên như vậy thôi.